Hello anh em nhá, hello mọi người nhá. Em là Cha Tuấn của Mã 36 đây mọi người. Hôm nay thì em lại giới thiệu cho anh em cái máy mổ máy cạo râu nhá. Mổ máy cạo râu 3 chức năng nhá, vừa cạo râu, vừa tỉa lông mũi, vừa chấn tóc mai tóc gáy nhá. Và hàng này bên em đang bán là in thương hiệu riêng nhá. In thương hiệu riêng và logo riêng nhá. Anh em nhận hàng nhớ nhá là máy cạo râu Tuấn của Mã 36 này. Có hướng dẫn tiếng Việt tất cả mọi thứ cho anh em nhé, hotline đầy đủ hết cho anh em nhé. Có hai màu đen và màu xám anh em nhé, anh em mua màu nào thì ủng hộ em màu đấy mọi người nhé. Đấy, còn hôm nay em khui anh em trong này tất cả mọi thứ em đã giải mã tiếng Việt hết cho anh em rồi, nên là anh em mua thì nhận hàng đúng nhá, đúng mẫu máy bên em nhá, là anh em nhận được một dây sạc này, và anh em có một cái thân máy anh em nhá. Thân máy đây, thân máy là con này, là con màu xám này anh em nhá. Thì tất cả mọi thứ trong này, giấy tờ và con này thì nó anh em đã in hết rõ luôn anh em nhá. Anh em nhận máy hông đường sau dưới này anh em chú ý nhá. Đấy, là có luôn nhá, đầy đủ nhá. Tuấn phỏ mã 36 này giải mã tiếng Việt hết cho anh em tất cả mọi thứ cho anh em nhá. Và có thương hiệu nhá, anh em nhận những hàng như này anh em hẳn nhận nhá. Ô em, anh em nhìn thấy không? Rất chia nhiều đúng không ạ? Rất nhiều luôn. Rất nhiều và rất ok luôn anh em nhá. Thì hôm nay em test luôn cho anh em coi một con máy này nhá. Cạo rất sướng luôn anh em này. Đấy. Cạo là không đau không rát luôn anh em nhá. Đấy. Cạo rất chia mịn màng này anh em thấy không? Cạo râu nhiều như này nhưng mà mình chỉ cần cạo trong vòng tầm khoảng vài ba giây thôi là sạch hết rồi anh em ạ. Đấy anh em thấy không? Đấy, cạo rất chia sát này anh em thấy không? Đấy, quá sát luôn anh em nhá. Đấy, anh em này, mùa đông này cạo thì cho mua về tặng bố mình, tặng ông mình này, không đau không rát luôn. Cạo mà không sát được như dao lam anh em cứ trả hàng lại em hoàn tiền lại cho anh em nhá. Anh em thấy không? Em mới cạo có sơ sơ qua hai đợt mà sạch tinh luôn anh em thấy không? Quá sạch luôn đúng không ạ? Đấy, thấy không? Và con này thì em bảo hành cho anh em nhá. Một đổi một trong vòng 1 tháng, bảo hành em 1 năm. Anh em cứ ok uy tín mà sử dụng nhá. Còn bên dưới này râu rất nhiều anh em này, rất nhiều này. Em sẽ cạo luôn cho anh em này. Đấy, cạo sướng an toàn lắm anh em ạ. Mùa đông này nhá, cạo không đau không rát luôn. Và anh em cứ yên tâm đi, mua về tặng cho bố mình, tặng cho ông mình, tặng cho gia đình mình nhá. Đấy, một con hàng này uy tín và chất lượng. Anh em nhớ đến công dưỡng dạy sinh thành của ông mình, bố mình nhá. Đấy anh em thấy không? Đấy, râu em rất là rộng và dài đấy. Chỉ trong vòng một tích tắc thôi, sạch tinh rồi. Anh em thấy không? Quá sạch luôn. Đấy, anh em thấy không? Quá sạch sẽ luôn anh em ạ. Đấy, em thì đấy, anh em thấy không? Quá sạch đúng không ạ? Đấy, mịn màng nhá, sạch sẽ luôn nhá. Đấy, chỉ trong vòng tầm khoảng một phút thôi anh em đã có một bộ râu sáng loáng rồi nhá. Và râu anh em, râu dài, râu cứng, râu rậm, tất cả loại râu đều đánh bay hết. Cạo xong thì đây là lưỡi, con này là lưỡi ly hợp kép từ mài, càng cạo thì là càng sắc anh em nhá. Con lưỡi con này anh cạo xong râu hút hết vào đây, anh em chỉ cần bật cái nút này ra của em này, có một cái chổi theo máy nhá anh em nhá. Cái chổi này theo máy đây thì anh em chỉ cần quét dọn vệ sinh sạch sẽ này, râu em cạo này, vừa cạo xong này tất cả loại râu này rất chia nhiều này, quét dọn ra là ok anh em nhá. Quét dọn ra xong thì anh em muốn thay từ đầu cạo râu sang đầu tỉa lông mũi rất đơn giản, chỉ một giây thôi. Anh em chỉ cần này, cầm mua cái máy này, cầm thẳng vào đây, anh em rút thẳng tay ra nhá, không phải xoay phải lắc gì, anh em rút thẳng tay ra như này cho em là ok đúng không ạ? Ok xong này, anh em lắp luôn con đầu này, con này đầu tỉa lông mũi theo cho anh em này, anh em chỉ cần bỏ vào nhá, theo khớp này, và anh em này tỉa này rất chi là ok luôn, không đau không rát và an toàn lắm anh em ạ. Đấy, anh em thấy em ngoái không? Quá sướng luôn đúng không ạ? Tỉa rất tuyệt vời luôn anh em nhá. Và tỉa xong thì anh em có một cái dầu chữa thứ ba, nếu là bầu là chấn tóc mai tóc gáy nhá. Cái đầu này thì anh em yên tâm này, có thể là cạo, ví dụ tóc mai anh em dài đây thì anh em có thể cạo này, cạo rất chi là ok. Bên đây cạo này đấy, và có thể anh em cạo những cái râu nào ấy dài ấy, có thể là cạo lông nách, lông chân, lông tay các kiểu là ok nhá. Hoặc là cắt tóc cho trẻ em, hoặc cho trẻ em dưới 6 tháng anh em nhá, trẻ em nhỏ thì ok nhá. Và hàng này thì em cam kết cho anh em luôn nhá, lỗi một đổi một trong vòng 1 tháng, bảo hành 1 năm cho anh em. Anh em yêu thương quý mến nhấn vào vỏ hàng bên dưới mua ủng hộ cho em trai nhá. Và em nhấn mạnh cho anh em nhá, tất cả các bao bì vỏ hộp bên em là mang tên Tuấn của Mã 36 hết nhá. Và giấy hướng dẫn đây cũng là thế nhá, giấy hướng dẫn đây cũng mang tên Tuấn của Mã 36 và chuyển hóa tiếng Việt hết cho anh em rồi nhá.